mẹ con hồng phượng đổ to khoe bán bún bò lời 30 triệu mỗi ngày mới đây trên facebook của người dùng tên tâm nguyễn chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh đi ăn bún bò quán bún bò cô lành tức quán bún bò mẹ con hồng phượng cùng cô lành hùng vốn mở nam thanh niên đã nói chuyện với hồng dung mẹ ruột hồng phượng thì được nữ nghệ sĩ cho biết mẹ con cô giải nghệ bán bún là điều rất đúng đắn tuy chỉ mới bán vài ngày nhưng doanh thu khiến cả nhà vui mừng Cụ thể, bà Sáu cho biết trước khi Hồng Phượng đi hát ở các phòng trà chỉ được khoảng 3-4 triệu một đêm, nhưng đêm có đêm không, thu nhập không ổn định lắm. Từ ngày mở quán bún bò, con bà thu nhập 30-40 triệu mỗi ngày rất đều, cuộc sống được cải thiện hơn rất nhiều. Bà Sáu còn cho biết mới đây Hồng Phượng đã mua cho bà chiếc SHI-150 mới toàn với giá hơn 120 triệu, nhờ tiền bán bún khiến bà rất phấn khởi. Ngay sau khi đoạn video được lan truyền, Hoa hậu Phương Lê lập tức lên tiếng phản pháo và trần sự xảo ngôn của mẹ con Hồng Phượng. Phương Lê khẳng định chắc nịch chiếc xe là tiền của Việt Kiều Mỹ tên HT, sống ở Cali, bà 65 tuổi. Trước rất mê cải lương và hâm mộ chú Vũ Linh nên thường gửi quà cho chú. Từ ngày chú mất, không biết nên vẫn gửi tiền cho mẹ con Hồng Phượng vì trước đây Phượng là người nhận giùm. Vậy nên số tiền này đã bị mẹ con bà Sáu lấy mua SH. Phương Lê còn khẳng định quán của Phượng Ve bán một ngày không quá 15 tô bún, mấy ngày đầu người ta đến ăn thử cho biết, mấy ngày sau ai cũng chê nên khách thưa dần, ăn cướp hay kiếm đâu ra mà ngày 3 40 triệu, xạo mà không biết ngượng miệng. Trước đó Hồng Phượng cũng cho biết vụ ồn ào gia đình khiến Hồng Phượng ảnh hưởng nhiều đến công việc, cô bị các đối tác hủy show, đồng nghiệp e ngại làm việc chung vì sợ lùm xùm ảnh hưởng dự án, tôi không được tiếp tục làm việc, kể cả những chương trình mời sau đó tôi không dám nhận chỉ trong vỏn vẹn vài ngày đã làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của tôi, cô tâm sự. Trước câu hỏi chị và Hồng Loan có nghĩ sẽ cố gắng hòa giải mâu thuẫn thay vì lôi nhau ra pháp luật, Hồng Phượng cho biết bản thân chưa bao giờ muốn gia đình xảy ra ồn ào như lúc này, cô buồn tiếc nhưng không biết phải làm thế nào vì những chuyện xảy ra gần đây không thể giải quyết để sự việc đi đến nước này không biết phải làm thế nào, tất cả chỉ ở lòng thương người trong cách đối xử với nhau. Mọi chuyện lỡ cũng đã lỡ, không thể quay lại. Tôi cũng mong mọi việc sớm khép lại để cậu được an nghỉ, mọi người bắt đầu cuộc sống mới, cô nói. Cô lành nhập viện vì mẹ con Hồng Phượng bào sức quá nhiều. Cô lành người thân thiết của Hồng Phượng vừa mới phải nhập viện, nguyên do làm việc quá sức, thất nghiệp ế sâu, Hồng Phượng chung tay cùng cô lành mở quán bún bò kiếm cơm ai ngờ đâu đúng như tên sáu bào hai mẹ con nào ép cô lành làm việc quá sức đến mức đuối quá ngất đi không biết gì nữa lúc tỉnh lại đã thấy nằm trong viện rồi cô lành phải thức từ hai giờ sáng để nấu nước lèo chuẩn bị gia vị chén bát để sáng sáu giờ đem ra bán cho kịp mẹ con hồng phượng ngủ cho sướng đến lúc bán hàng thì ra sớ rớ rồi thu tiền nhìn thấy là không ưa vô rồi cô lành tưởng kéo ngon dễ kiếm tiền sau vụ này ai ngờ vào viện nằm luôn rồi giờ thì đã sáng mắt ra chưa mẹ con hồng phượng phải nói là rất quá đáng ăn trên đầu trên cổ người ta giết rồi quen giờ làm ăn chung với ai cũng quen bào sức để lợi cho mình chơi vậy ai chơi lại sau vụ lần này không biết cô lành đã tỉnh ra chưa có còn dám hợp tác với mẹ con hồng phượng hay không dấu chấm hỏi lớn, liệu gia đình này sẽ còn lục đục nội bộ đến bao giờ? Nghệ sĩ Tú Vũ Luân cho biết, Hồng Loan là con gái hợp pháp duy nhất của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh, thật sự nếu Hồng Loan không đồng ý thì phía Hoa Viên cũng không thể thực hiện điều này. Hồng Loan là con nhưng không hề biết chuyện gì xảy ra trên mộ của ba mình, tất cả mọi thứ đều từ trên mạng đó là điều loan bức xúc nên mới có buổi gặp gỡ hôm nay vũ luân nói hồng loan cho biết lúc còn sống nghệ sĩ vũ linh không muốn làm phiền bất cứ ai đến khi mất nhiều người lợi dụng tên tuổi của cha cô để kêu gọi quyên góp tôi mong quý anh chị chia sẻ để lấy lại số tiền mình đã quyên góp tôi không muốn cha mình mắc nợ bất kỳ ai sau khi mất Ngoài ra, Hồng Lan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của nghệ sĩ Vũ Linh trên giấy tờ. Mọi chuyện trong nhà từ lúc nghệ sĩ Vũ Linh nằm xuống, cô không biết hay được thông báo bất cứ điều gì. Từ lúc mất đến trải qua mấy cái thất, số tiền phúng điếu hơn 600 triệu đồng, số tiền còn lại của ba khoảng 4.000 đô, tôi không biết gì hết, cô nói thêm. Có mặt tại mộ phần của nghệ sĩ Tú Vũ Linh cùng Hồng Loan, Vũ Luân cho biết những ngày qua anh bị nhiều người chỉ trích vô cớ vì cho rằng nam nghệ sĩ là người mang BH Media vào tăng lễ độc quyền đưa tin hình ảnh của Vũ Linh. Đến khi bị chỉ trích và mọi chuyện vỡ lẽ, Vũ Luân bất ngờ khi cả Hồng Loan, Bình Tinh đều không biết ai là người mang cả đội truyền thông đến. Đến khi liên hệ BH Media và yêu cầu xem hợp đồng, người ký là Hồng Phượng, với phần trăm doanh thu là BH Media nhận 40%, phía Hồng Phượng nhận 60%. Khi tôi bị chỉ trích, tôi có liên hệ Hồng Phượng để yêu cầu đính chính. Phượng vẫn im lặng và nói Phượng cũng là người bị hại. Vũ Lân nói, Vũ Lân khẳng định anh không đánh bản quyền bất cứ ai lấy hình ảnh từ đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Người sử dụng video về nam nghệ sĩ lại cắt clip từ BH Media hoàn toàn không phải chuyện của anh. Cháu gái nghệ sĩ Tù Vũ Linh cho biết quyết định ký hợp đồng với BH Media để quản lý, không để hình ảnh của nam nghệ sĩ bị bóp méo sau khi qua đời. Sau khi có doanh thu, số tiền này được đưa vào tài khoản riêng để gia đình chuẩn bị cho các dịp cúng bái sắp tới của Vũ Linh. Số tiền gần 90 triệu đồng được đưa vào tài khoản không đồng của Kim Nga, người ở bên chăm sóc Vũ Linh những ngày cuối đời. Trước giờ tất cả chi phí việc thờ cúng cậu tại nhà do chị Nga chi trả, Hồng Phượng cam kết những giấy tờ thông tin này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho phát ngôn của mình. Những phát ngôn sai sự thật nhằm mục đích xúc phạm bôi nhọ danh dự cá nhân và gia đình liên quan tới vấn đề này sẽ được báo cáo xử lý và làm rõ tại cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh chia sẻ. Trong khi đó Vũ Luân lại thắc mắc tại sao Hồng Loan, người thừa kế hợp pháp thứ nhất tài sản của nghệ sĩ tú Vũ Linh không được nhận số tiền này, mọi công tác ma chay mồ mả mà, mà cũng không thông qua con gái duy nhất của Vũ Linh lại đưa cho Kim Nga. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ngày mùng 5 tháng 3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Tại tang lễ, Hồng Phượng nói Hồng Loan là con nuôi, trong khi đó Hồng Loan nói cô là con gái duy nhất của Vũ Linh, sống cùng nhà đến khi lấy chồng. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi mất cũng không để lại di chúc sau tháng ngày mất của nghệ sĩ ưu tú vũ linh gia đình xảy ra lục đục giữa con gái và em ruột và cháu gái của nam nghệ sĩ gia đình hai bên hiện lên tiếng sau những ồn ào trên mạng xã hội hồng loan nói cô tuyệt nhiên không biết chuyện xây mộ cho cha nghĩa trang hoa viên bình dương từ chối làm việc vì người ký hợp đồng là nghệ sĩ hồng nhung hồng phượng trong khi đó phía nghệ sĩ hồng phượng sao kê làm rõ chuyện mang bh media công ty độc quyền hình ảnh nghệ sĩ ưu tú vũ linh và đám tang liên quan chuyện tắc quyền trên youtube khiến nghệ sĩ vũ luân bị hiểu lầm xuất hiện tại mộ của nghệ sĩ Tú Vũ Linh tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, Hồng Loan cho biết cô muốn làm rõ chuyện không được phía Hồng Phượng Hồng Nhung thông báo chuyện xây mồ mả của cha để không bị khán giả hiểu lầm. Cho đến ngày 20 tháng 5, khi phóng viên liên hệ với chị Nga, người 10 năm chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh, chị vẫn nói không biết khi nào giáp mộ, khi gọi điện lên nghĩa trang, người ta từ chối tiết lộ và nói rằng chỉ làm việc phía Hồng Nhung, Hồng Loan nói. Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lên tiếng vụ ngộ độc ở quán bún bò của Hồng Phượng. Chiều nay ông Nguyễn Tấn Hải, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm quận Phú Nhuận cho biết, vào sáng cùng ngày, đoàn thanh tra xử lý ngộ độc thực phẩm của đơn vị đã kiểm tra cửa hàng ăn uống mang tên Bún bò Cô Lành vì có liên quan đến một số du khách phải nhập viện trị ngộ độc thực phẩm. Theo thông tin ban đầu, đoàn khách cho biết đến từ Vĩnh Long đi du lịch nội thành phố Hồ Chí Minh, có ăn trưa tại quán Bún bò Cô Lành với bún bò và một số thành phần như bắp bò, gân và bò viên, đáng nghi ngờ nhất là món chả huế trong thực đơn của quán tại thời điểm kiểm tra quán bún bò cô lành không phục vụ khách và mẫu thực phẩm ăn trưa ngày hôm qua tức toàn bộ bún của ngày hôm qua đã bị tiêu hủy tuy nhiên đoàn kiểm tra phát hiện nhà hàng có các hành vi vi phạm bày bán chứa đựng thực phẩm trên thiết bị không đảm bảo vệ sinh không bảo quản riêng biệt giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến chính dẫn đến nguy cơ nhiễm chéo đồng thời chưa xuất trình các hồ sơ giấy tờ pháp lý theo quy định Chúng tôi lấy 3 mẫu thực phẩm được chế biến và lưu mẫu vào lúc 18 giờ để kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật nhằm đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm, ông Hải thông tin. Trước đó, quán bún bò này đã nhiều lần bị người dân gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng quận Phú Nhuận về việc lấn chiếm lòng đề đường, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự đô thị, đã bị cơ quan chức năng phường 15 xử lý vào 4 ngày trước đó. Trước đó Hồng Phượng cho biết cô sa sút tinh thần vì mất việc, Hồng Phượng kể trước khi ồn ào xảy ra, cô có nhiều show nhưng hiện không được đi hát tham gia các chương trình, một số đối tác đã từ chối khéo xin lỗi và hẹn hợp tác với ca sĩ vào dịp khác, tôi bị triệt đường sống, số lượng khán giả công kích ngày càng nhiều không thể kiểm soát. Tôi chỉ biết cố gắng động viên bản thân vượt qua giai đoạn này, cô tâm sự hồng phượng gặp nhiều rắc rối bị phần đông khán giả chỉ trích thóa mạ sau khi thông tin mẹ ruột nghệ sĩ hồng nhung kiện cháu gái hồng loan ra tòa vì tranh chấp tài sản thừa kế của ông hoàng cải lương hồ quảng theo hồng phượng bản thân cô chưa từng có ý muốn kiện tụng tranh chấp tài sản với chị họ hồng loan mà chỉ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện